chia sẻ cho các bạn xem. Sáng chạy mấy cuốc mà hôm nay trời mưa quá, chạy mấy cuốc mà mua đồ đầy đủ hết á. Cái này vừa tươi nè. Xin kính chào các bạn. Hiện bây giờ là 9 giờ sáng thứ năm, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Mình vừa hết ca làm, đang trên đường lái xe về nhà quay cảnh cho các bạn xem. Hôm nay trời nó có rất là nhiều mưa. Thường thường á thì người ta đi vô các cái kênh YouTube xem để rút kinh nghiệm, để tìm thông tin một gì đó. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái từ trong cái tiếng Mỹ gọi là snowbird. Snow á là tuyết, bird là con chim. Rồi một cái ứng dụng nữa đó là để cho các bạn nào mà sống ở bên Mỹ muốn đi tìm vé máy bay á. Nói chung á thì mấy cái người mà dân Mỹ á thì sống ở Mỹ lâu á thì những tất cả cái app nào mà nó thuận lợi đó thì tất cả mọi người dân Mỹ đều biết hết. Chẳng hạn như cái ứng dụng mà lúc trước mình chia sẻ với các bạn, cái ứng dụng mà mướn xe Toro đó, thì cái câu hỏi đặt ra đó, tại sao nếu mà mướn xe Toro nó rẻ như vậy thì tại sao tội gì người ta phải đi tới mấy cái chỗ công ty dịch vụ mướn xe? Thì cái gì nó cũng có một cái ưu thế với một cái nó không có tiện cho mình. Mấy cái công ty mà người ta dịch vụ cho thuê xe đó, người ta lấy cái tiền của mình giá cao, nhưng mà ngược lại là người ta không có tính mình cái km là cái mai á. Còn Toro đó thì họ cho mình mướn cái giá rẻ mỗi ngày, nhưng mà ngược lại là họ giới hạn mình. Giống như là bữa trước mình mướn 3 ngày thì họ cho mình dùng tối đa là 600 mai. 600 mai là tính ra là gần 900 km. Đó thì tùy theo cái lúc nào mình cần, các bạn biết không? Khi nào mà mình đi tới một cái thành phố nào mà mình thuê xe ở nước Mỹ mà cái dịch vụ nó cho thuê nó quá đắt, nó quá cao đi, thì mình phải tìm cái phương án khác, cái dịch vụ khác để mà mình trả tiết kiệm tiền. Thì ở trong cái clip này á, mình chia sẻ vài câu, rồi một chút nữa mình để cho cái video nó thâu cảnh trời mưa, rồi lồng nhạc vô giải trí cho các bạn sáng thứ năm. Hôm nay là mùng 5 tháng 8 năm 2021. Thì trong cái clip này mình giải trí quay cảnh cho các bạn xem trời mưa trên đường lái xe về nhà, với tiện ở đây chia sẻ cho các bạn sống ở Mỹ á, hay là tương lai các bạn đi qua Mỹ á, một cái từ tiếng Anh người Mỹ gọi là snowbird. Snow giống như lúc nãy mình nói, snow là tuyết, bird là con chim. Tại sao người Mỹ có cái câu này? Thì như các bạn biết đó là ở bên nước Mỹ với lại bên nước Canada đó, vào mùa đông á, tuyết rất là lạnh. Không phải là ở bên Mỹ không các bạn, ở Nga Xô hay là ở bên Nhật Bản, ở Nam Hàn gì, bất cứ nơi nào mà vô mùa đông lạnh á, thì cái người dân của người ta mua cái vé máy bay, người ta đi lên máy bay, người ta bay tới những cái vùng nắng ấm để trốn lạnh đó. Thì vào mùa đông á là những cái tiểu bang nắng ấm như là tiểu bang Nevada, Las Vegas hay là California hay là bang Florida, Texas, những cái bang mà ấm á, thì vào mùa đông họ rất là nhộn nhịp, tại vì dân ở trên thế giới người ta đổ về người ta chống lạnh. Thì
cái từ mà snowbird đó là nó áp dụng cho những cái người vào mùa đông á, người ta đi trốn lạnh, tại vì snow á là nó đại diện, nó ý nghĩa cho lạnh, còn bird là con chim đó, con chim bay á, mùa đông là con chim bay đó. Đó, khi mà các bạn nghe người Mỹ á, mà người ta dùng cái từ snowbird đó, là các bạn biết là người ta ám chỉ cho những cái người đi chống lạnh vào mùa đông. Hễ ai chống lạnh, không biết, không phải là người Mỹ, cứ bất cứ ai mà ở trên thế giới đi chống lạnh là các bạn dùng cái từ snowbird. Thì mỗi một buổi sáng như vậy đó là mình chạy một vài cuốc xe, rồi tới chiều giờ người ta tan sở làm đó các bạn, mình chạy một vài cuốc xe là đủ tiền cho gia đình của mình ăn cơm, uống cà phê cho ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng chạy vài cuốc, mỗi một buổi tối là mình chạy vài cuốc đó. Thì trong những cái lúc mà mình chạy xe đó, tại vì mình có khách đó cho nên mình không có quay clip cho các bạn xem, thì các bạn chỉ thấy những cái lúc mà mình chia sẻ là mình đi mua đồ ăn, rồi mua trà, mua này mua kia vậy đó. Đó thì trong cái clip này á là các bạn tìm hiểu được một cái câu snowbird. Snowbird là nói về mấy cái người chống lạnh. Cứ hễ ai trên toàn thế giới mà vào mùa đông người ta đi chống lạnh á, là các bạn dùng cái từ là snowbird. Nếu mà các bạn muốn nói người Mỹ nào, các bạn muốn nói chơi á, nói are you a snowbird? Có phải bạn là cái người đi chống lạnh mùa đông không? Còn hay là cái người nào mà nói với bạn, họ tự xưng, họ giới thiệu, họ nói là I am a snowbird, là tôi là người đi chống lạnh vào mùa đông. Mặc dù tiếng Mỹ của mình á, mình không có nói phát âm nó chuẩn 100% như người Mỹ, nhưng mà vì cái lý do mà mình sống ở Mỹ lâu đó các bạn, thì cái cách của mình nói chuyện là người Mỹ họ hoàn toàn hiểu hết. Cũng giống như mấy cái người tàu chở lớn ở Việt Nam mình vậy đó, người ta đi sang Việt Nam của mình rồi người ta sống lâu năm á, sống lâu năm rồi người ta nói tiếng Việt là lợ, giống như là lị lị ngọ ngọ, giống vậy, đại khái giống vậy đó. Giống như nhiều cái kịch mà các bạn xem mấy cái ông tàu chở lớn đó, trong những cái kịch đó nói chuyện tiếng Việt Nam của mình ngọng ngọng á. Một cái ứng dụng nữa đó mình muốn chia sẻ với các bạn đó, ở bên Mỹ á, là cái ứng dụng để đi tìm mua vé máy bay giá rẻ. Cái ứng dụng này dành cho những cái người mà thích đi du lịch như gia đình của mình nè. Thì cái ứng dụng nó tên là Skip Flag. Có cái gì mình viết cái chữ tiếng Mỹ ở bên dưới đó. Thì nếu mà các bạn nào mà xài iPhone đó, thì các bạn vào iPhone các bạn tải cái ứng dụng về. Còn cái điện thoại của mình là Android là dạng như là Samsung với lại Sony đó. Thì hiện bây giờ trên cái phone mình là có cái ứng dụng Skip Lag. Đó thì khi nào mà mình vắng khách đó, mình ngồi á, không có chuyện gì làm á, mình ngồi mình chờ khách đó các bạn, thì mình có nhiều cái app, kể cả cái app karaoke mình cũng có. Xong rồi mình mở cái app Skip Lag ra, mình tìm mua vé máy bay. Tiện ở đây chia sẻ về cái app này á, với lại tiện ở đây chia sẻ cho các bạn thêm một cái bí quyết nữa. Đó thì thường thường á, các bạn đi vào cái ứng dụng, các bạn muốn tìm cái vé máy bay,
thì thường thường á là các bạn phải bỏ thời gian ra các bạn đánh á, là từ cái địa điểm của các bạn, thí dụ như các bạn đang ở Sài Gòn đi, các bạn nói từ Sài Gòn đi qua bên Boston, thì các bạn không cần phải đánh ra gõ từng cái thành phố, mà các bạn có thể dùng một cái từ đó là đi tất cả mọi nơi. Đi tất cả mọi nơi. Thì ở trên cái ứng dụng mà giống như là từ cái chỗ mà mình muốn đi, rồi cái chỗ đến, cái chỗ đến là cái vị trí nào, nhưng mà mình không cần phải để tên của cái thành phố đến, mà mình để cái chữ là anywhere. Thí dụ nó như vậy nè, bây giờ mình vô cái ứng dụng skip lag phải không, mình không có đánh tìm vé máy bay, mình không có đánh ra cái tên là từng thành phố, mà mình để đó từ cái nơi mình đi á. Tại vì giả sử mình là sống ở Boston, mình để là từ cái nơi mình đi là Boston, xong rồi cái chỗ mà đến á, các bạn viết vô là cái chữ anywhere đó, thì nó hiện lên cho các bạn á là tất cả mọi vé máy bay á, tất cả mọi thành phố trên thế giới. Để làm chi? Để các bạn vô đó các bạn coi từng thành phố, chẳng hạn như là Rome bên Ý nè, hay là bên Germany bên Đức, hay là Pháp châu Âu vậy đó. Là nó khi mà các bạn dùng cái từ mà anywhere đó là nó hiện lên cho tất cả các thành phố trên thế giới, Mã Lai hay là Singapore hay là Nhật vậy đó, thì các bạn xem cái giá vé của từng thành phố. Các bạn hiểu mình nói không? Thay vì các bạn phải tốn thời gian các bạn đánh ra từng thành phố, các bạn đánh ví dụ như đi đánh nơi đi là từ Sài Gòn, xong các bạn đánh Lào, xong các bạn phải tốn công đánh Campuchia, xong rồi các bạn phải tốn công đánh Thái Lan. Nhưng mà các bạn không có cần phải làm như vậy, để tiết kiệm rút gọn thời gian á, là cái mục mà nơi đi á, là các bạn bấm cái chữ anywhere. Khi mà các bạn đánh cái chữ anywhere đó là nó hiện cái giá vé máy bay lên cho toàn cái trái đất luôn, bất cứ cái thành phố nào ở trên cái trái đất là nó hiện ra hết đó. Thì mình ngồi mình giết thời gian đó trong cái lúc mình đợi khách đó. Mình chạy 4 cuộc được trên 100 đô. Thì bây giờ mình đi tới chợ gần ở nhà đó. Vô mua vài thùng trái cây. Dân miền Tây thích ăn trái cây lắm các bạn. Dân miền Tây rất là thích ăn trái cây. Trung bình một thùng chôm chôm ở đây khoảng chừng tầm 1 kg. 1 kg họ bán 20 đô la chôm chôm á.
Đó thì sáng nay mình đi làm được khoảng 100 mấy đô la, chạy 4 cuốc xe. Mà cái công việc của mình là phải cần nhẫn nại, phải biết giống như là đánh du kích. Mình phải ngồi, các bạn biết không, mình phải chờ khi nào mà cái tiền mà trả phụ, tiền search nó tăng lên cao á. Tăng lên cao thì mình đón khách thì nó mới có lời. Chẳng hạn như lúc sáng này cái cuốc đầu tiên của mình á, là cái tiền search nó đó bắt đầu mình mở lên đó là nó 9 đô. 9 đô mình, tại vì trời mưa mà 9 đô đâu có đáng công mình. Mình không chạy, mình không chạy, mình chờ. Xong nó lên 10 đô, xong nó lên tới 13 đô, mình cũng không nhận luôn. 13 đô mình cũng không nhận luôn. Xong bắt đầu nó lên tới 16 đô, 16 đô mình nhận. Chạy cái cuốc đó, cuốc đó mình chạy xong xuôi hết là 31 đô la một cuốc, một không á, một cuốc xe đó. Cho nên bây giờ mình đi tới chợ Việt Nam, mình mua một thùng chôm chôm là chưa có tới một cái cuốc xe của mình nữa. Cuộc sống của mình, gia đình của mình rất là sung sướng, thoải mái các bạn. Giống như mình thường hay nói đó, con người của mình đi tới cái trái đất này, sinh ra làm con người, cái mục đích chính là hạnh phúc. Cho nên không có nhất thiết là mình phải sở hữu vật chất là để làm cho mình hạnh phúc. Ở cái khu này là sát bên nhà của mình, đi bộ mấy bước à. Đó, mình cứ sống làm sao mình có hạnh phúc các bạn biết không, mình cứ vui vẻ. Cái quan trọng là đừng có đi theo số đông. Tâm lý con người là người ta thích đi theo số đông. Có nhiều người, người ta không có sáng dạ đó các bạn, không có sáng trí đó. Người ta dành dụm cả đời. Mà các bạn nghĩ đi, tới khi mà mình dành dụm mà mình có được nhiều tiền rồi đó, thì cái thân là nó sẽ già, sức thì nó yếu. Ở trong cái căn biệt thự to lớn mà đâu có còn sống được bao nhiêu. Cách vài ngày là mình phải lái xe đi tới gặp bác sĩ, lọc máu, thử thận, khám đủ thứ hết á. Các bạn hiểu mình nói không? Còn bây giờ mình có sức lực, mình cứ hưởng thụ. Tại vì phần đông á, người ta không có trải qua cái sự mất mát trong chớp mắt. Chẳng hạn như các bạn thấy ở Việt Nam, thỉnh thoảng người ta đăng báo
bỗng dưng cái gia đình kia nhà bị cháy, nhà bị cháy mất hết tất cả vật chất mà mất luôn cả cái tánh mạng nữa. Hay là ví dụ như bây giờ các bạn thấy ở trước mặt mình, nghe ngón tay mình chỉ, đó là cái chung cư đó, bỗng dưng cái bắt đầu của cải, khi mà cái nhà nó bỗng dưng đang ngủ giữa đêm nó bị cháy á, tất cả mọi thứ là nó bị mất trắng trong tay tích tắc, các bạn biết không? Nhưng mà con người á thì người ta thường thường cái tâm lý á là người ta tự tin, người ta không, người ta nghĩ á là chuyện đó sẽ, nó không có sẽ xảy ra với mình. Cái đó đó là cái bộ não nó không có thực tế, là mình thường dùng cái từ đó là unrealistic mindset. Unrealistic mindset. Không có thực tế, nếu mình nghĩ như vậy không có thực tế. Giống như mình nghĩ là ôi ai bị cái này cái kia chắc chở, còn mình thì chắc không có bị đâu. Bỗng dưng một ngày cái một cái cơn bão, tiếng Mỹ gọi là bão tornado, nó càng quét ra thì người ta mất tất cả. Kể cả ở bên cái bang California cũng vậy. Mặc dù người ta sống, đang sống bình an như vậy đó, đâu có biết một ngày, các bạn biết không, động đất, đất mà nó sụp xuống một cái là người ta mất trắng mất tất cả trong tích tắc, kể cả cái tánh mạng luôn. Ý của mình muốn nói, mình muốn khuyên các bạn, muốn chia sẻ các bạn á, sống là phải sống cho đáng một cái kiếp người. Còn mà đi ra đường mà khoe mẽ, ta đây có xe hiệu, ta đây có nhà to, nhà rộng, nhưng mà cái tâm của người ta nó không có bình yên. Mà các bạn thấy đi, cái từ mà stress, xả stress, toàn là cái từ này là do mấy cái người giàu mà làm nhiều tiền người ta dùng không à. Còn các bạn đi hỏi mấy cái người bán vé số đi, lụm da chai như mình đi, không có ai mà dùng cái từ stress đó. Mấy người mà bán vé số lụm da chai đó, mình muốn chia sẻ cho các bạn từng ngày trong cái cuộc sống của mình, bây giờ bước vô cái chợ mua chôm chôm. Đi cái chợ này là tại vì nó sát ở bên nhà mình á, tên là chợ Phú Thịnh. Mới vừa vô chợ định mua chôm chôm mà cái chị đó nói tới 12 giờ trưa mới có. Thì mình đi vô đó mình mua một số đồ ăn chia sẻ cho các bạn xem. Sáng chạy mấy cuốc mà hôm nay trời mưa quá, chạy mấy cuốc mà mua đồ đầy đủ hết á. Cái này dừa tươi nè, cái này là dừa mà giống như dừa mà người ta nhập khẩu á đó. Mình chỉ cần mình lấy cái ống á, dừa của Thái Lan. Cái này cũng dừa của Thái Lan luôn. Còn nấu canh chua đó. Xong tiện ở đây mình mua cái nước mắm mà. Nước mắm này là nước mắm thượng hạng nè. Tiếng Mỹ nó tên là Red Bull. Muốn chứng minh cho các bạn thấy từng ngày cái đời sống của mình nó rất là sung sướng. Nấu canh chua nè. Có bạc hà nè.
mình không có năng khiếu nấu canh, nấu đồ ăn các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn nấu, nấu ăn giống như là cho nó có thôi, cho nó không có ngon. Thí dụ như các bạn biết nấu đồ ăn á, thì các bạn làm con cá nó không có bị tanh. Còn như mình á, mà mình làm canh chua mà với cá đó mình không biết cách thì nó bị tanh. Ý của mình muốn nói là mình không có năng khiếu nấu đồ ăn là vậy đó. Thì tạm thời đó là mình mua mấy cái món này về để mình nấu đồ ăn. Xong rồi 12 giờ đó mình chạy ra mình mua chôm chôm, chia sẻ cho các bạn thấy cái đời sống ở bên Mỹ nó rất là sung sướng. Cái tòa nhà building đó là cái tòa nhà của chính phủ á, dành cho mấy cái người lớn tuổi, trong cái tiếng Mỹ gọi là housing, housing là bên Việt Nam gọi là nhà xã hội đó. Đó, cái dãy đó đó là nhà xã hội đó. Mình có người quen, bà con sống ở trong đó đó. Tiện ở đây chia sẻ cho các bạn luôn, các bạn không tin luôn, có cái bác này quen thân với gia đình bên vợ của mình, bác lớn tuổi rồi, cái được cái căn chung cư ở trong đó đó, nhà ở xã hội của chính phủ cấp á, nhưng mà cái lực á là nó không có cho người thân ở lại, giống như con cháu á tới thăm nhưng mà không cho ngủ lại. Xong cái bác đó bực quá, bác lên bắt trả lại luôn, nói chuyện không tin luôn. Trong khi á, người ta kiếm một căn nhà để ở không có, còn cái bác đó đó bắt trả lại luôn. Là tại vì bác nghĩ là giống như mình lớn tuổi rồi mà không có được sống gần gũi bên cạnh con cháu thì nó vô ý nghĩa. Còn nếu như mà mình làm không mà đúng lực á, mà giữa đêm á, mà nó tới nó xét á, nó vô nó xét á, mà nó thấy người thân của mình ở lại qua đêm á, thì nó đem ra nó xử. Đó, thì cái bác kia bắt trả lại luôn. Bây giờ về sống với mấy đứa con gái. Đó, tòa nhà xã hội đó.